Lũ ống bất ngờ đổ về trên suối Nậm Mả đã cuốn trôi chị Triệu Thị Siết, sinh năm 1986, trú tại thôn 4 xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Chị Siết là công nhân làm việc tại cơ sở chế biến gỗ ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Sau khi tan ca 2, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 31 tháng 7, chị Siết đi về nhà qua ngầm tràn Nậm Mả thì bị lũ cuốn trôi. Hiện nay là huy động là lực lượng là đi dọc hai bên suối với chiều dài là hơn 3 km. Và một lực lượng hiện nay là cũng đang là tìm kiếm những cái vị trí mà nghi ngờ là có nạn nhân. Xã Võ Lao đã huy động khoảng 50 công an viên, dân quân và người dân tiến hành tìm kiếm dọc 3 km bờ suối Nậm Mả. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xe máy của chị Siết cách ngầm Nậm Mả gần 3 km. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai, hy vọng sớm tìm được chị Siết.